Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Sơn La đã diễn ra hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và những nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 2 năm qua, cả nước ta phải gồng mình hứng chịu trận đại dịch COVID-19, đến nay cơ bản đã vượt qua đại dịch. Có được kết quả trên phải kể đến sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và sự đoàn kết chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân cả nước. Theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, bên cạnh đại dịch COVID-19 để lại những hậu quả nghiêm trọng, thì tình hình quốc tế cũng tác động ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nước ta, từ đó làm cho nhiều bạn hàng, đối tác lớn của nước ta bị gián đoạn các hợp đồng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hai chiều, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân ta nói chung. Tại hội nghị, nhiều nông dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã gửi hơn 1.600 câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ ngành có liên quan xoay quanh các vấn đề như giá cả dịch tế nông nghiệp liên tục tăng cao. Chính phủ có giải pháp gì để hỗ trợ nông dân trong việc chế biến sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị? Vấn đề hoạt động hỗ trợ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, sự liên kết giữa các bên trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Chính phủ cần có giải pháp gì để người nông dân ly nông, bất ly hương? Hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất, xuất khẩu nông sản, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các vùng nông thôn. Đặc biệt, giải đáp nội dung liên quan đến việc giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng các mặt hàng này tăng do ảnh hưởng tình hình chung của thế giới. Để giúp bà con nông dân giảm bớt các khoản chi phí trong sản xuất, ngành nông nghiệp đã và đang giúp bà con nông dân triển khai các mô hình canh tác theo hướng sinh học, hạn chế sử dụng các loại phân thuốc hóa học, tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp để làm phân bón. Đối với nội dung giúp nông dân chế biến các mặt hàng nông sản nâng cao giá trị, Thủ tướng Chính phủ hồi đáp, các cấp, các ngành và bà con nông dân cần phải quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm các mặt hàng nông sản. Khi có thương hiệu và khẳng định được giá trị thương hiệu, thì nông sản Việt Nam sẽ nâng cao giá trị trên trường quốc tế. Song song với công tác xây dựng thương hiệu, các cấp, các ngành, người nông dân cũng cần phải quan tâm đến chất lượng, dùng nguyên liệu để tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng, làm ảnh hưởng đến yếu tố xây dựng thương hiệu lâu dài, bền vững. Bên cạnh đó, các câu hỏi liên quan đến các bộ ngành, chính phủ cũng đã được các đại biểu giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, các cấp phải phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả hơn để cùng ngành nông nghiệp và cả hệ thống chính trị giúp người nông dân vượt qua những khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển. Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, qua cuộc đối thoại hôm nay, chúng ta cần xem vấn đề nào đã làm tốt thì phát huy, cái nào chưa tốt thì khắc phục, nhằm đưa ra những sáng kiến, ý tưởng tốt để cuộc hội nghị đối thoại lần sau phát huy được những hiệu quả thiết thực, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị phải tăng cường sự liên kết mô hình 4 nhà, nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân để sản xuất, phân phối được nhịp nhàng các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất toàn ngành. Đồng thời, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con nông dân cần phát huy tinh thần vượt khó vươn lên trong sản xuất, phát huy hiệu quả trong sản xuất thông qua việc kết nối giữa nông nghiệp với công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất bền vững, phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ hội nhập.